Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, hôm nay Phạm Thức Audio có cập nhật được một chiếc Equine Pioneer SG của nó là 100. Và hôm nay em xin phép quay và báo giá đến quý vị các bạn. Trước tiên là em xin phép được quay cái ngoại hình của nó trước này. Đây là cái bề mặt của sản phẩm. Tổng thể nếu như mà nhìn thoáng qua thì các bác sẽ không thấy một cái dấu vết gì và cái điểm sai sót gì của trên sản phẩm. Nếu như nhìn kỹ thì đây có một cái vết này này. Đây anh em nhìn thấy chưa? Có một cái dấu phẩy ở trên mặt của nó, của cái đoạn giữa hai cái nút này là bị xước rất nhẹ. Đấy, nhưng cái đoạn này thì cái cần gạt của mình cũng đặt ở, thường thường đặt ở cái đoạn này. Và nhìn thì nó cũng bị trộn lẫn vào một chút so với những cái nút này, cái chữ này, nên là cũng rất khó phát hiện. Còn tất tần tật mọi thứ xung quanh nó là mỹ mãn. Ngọc cũng có vết. Sản phẩm Equi này là sản phẩm chạy điện 100V, thị trường Nhật. Mã của nó là 1012562. Máy thì ruột gan bên trong thì khỏi chê rồi. Độ mới của nó thì là mỹ mãn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Dòng Pioneer, những cái loại mỏng mỏng như này này thì linh kiện của nó không nhiều lắm, nhưng mà chất âm của nó rất hiệu quả. Đỉnh của chiếc quai này cũng rất tốt luôn, không bị xước sát một chút gì cả. Con này có hai cổng tín hiệu vào, một cổng tín hiệu này, hai cổng tín hiệu này. Ở đây là nút qua quai và không qua quai này. Khi qua quai thì đèn nó sẽ sáng. Đèn của nó sáng màu xanh lá mạ, rất đẹp. Phần đế của nó này, rất đẹp luôn. Dòng Pioneer SG 100 540, 550 thì toàn bộ đế của nó là bằng gỗ, sau đó nó được tráng một lớp bạc này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Những con mà cái gỗ của nó không bị bung chóc nào như này thì không được có nhiều đâu. Mặt hồi sau cũng rất đẹp luôn. Cổng tín hiệu vào này ra này nhá. Vào ra, 1 vào, 2 ra, 3 ra, 4 vào. Sử dụng điện 100V. Rồi, bắt đầu mình test một chút nhạc sống nào. Có như âm ly về mo nhé. Chiếc quai này trị giá là 4,2 triệu nhá anh em nhá. Test đến nơi rồi, 4,2 triệu. Anh em đã thu xếp, chốt thì liên hệ đến bên em nhá. Tiện thể cho em quay luôn cái mặt của con âm ly Pioneer 7800 mắc đôi ở bên dưới này. Đẹp đúng không ạ? Con này là con nguồn đen. Mã số series của nó đây. Đằng sau cũng rất nét luôn. Đang để con này đến trên nên em chưa tiện thể mà có thể mà tháo nắp ra được. Con này là con nguồn đen nhé. Con này bên em xin phép được bán cho quý vị và các bạn với giá là 9,5 triệu nhé. Anh em nhanh tay nhé. Hiếm khi có con đẹp như này mà giá tình cảm như này lắm. Máy móc chạy độc hoàn đồng hoàn hảo luôn. Em bao zin cho các bác toàn tập zin bên trong. Chỉ có 9,5 triệu thôi, một con quai.
giá rất hợp lý. Hai kênh A và B đây, đánh trộn cả hai A và B. Vâng, số tài khoản của em ở bên dưới nhá. Số điện thoại của em là 0972 192087. Địa chỉ nhà em là 468 Đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp. Và những sản phẩm như này, bên này bọn em COD là phải đặt cọc trên 1 triệu của em mới ship COD nhé. Xe thì không nói, nhưng mà nếu đặt cọc mà gửi bưu điện thì sẽ phải đặt cọc 1 triệu con này, 1 triệu con quai này, và con bên dưới này phải đặt cọc cho em 1 triệu rưỡi. Em sẽ ship COD cho quý vị các bạn. Rồi, thank you anh em.